Xin chào cả nhà mình nhé. Thì như trên mọi người đang nhìn đây, đây là hai cái túi đế đồng trùng hạ thảo, hàng nó sấy khô, nhưng một cái đó là hàng đế nguyên bản, có nghĩa là hàng nguyên miếng, và thứ hai đó đây là túi hàng mà đã thái thành miếng sau đó là sấy khô. Thì hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem hai cái hàng dạng nguyên bản và cái hàng dạng thái, và tại sao cái hàng nguyên bản này nó lại có giá nhìn hơn một chút so với hàng thái. Thì thực ra là nếu mà cùng một cơ sở làm ấy thì cái hàng nguyên bản như thế này bao giờ giá nó cũng sẽ cao hơn so với lại hàng thái này tầm 20-30 nghìn trên một cân mọi người nhé. Thì cái đế đồng trùng hạ thảo nếu mà hàng chuẩn cùng một cơ sở xảy ra thì là mọi người nó đều có giá trị dinh dưỡng như nhau, cho dù là nó là ở cái dạng nguyên bản này hay là cái dạng nó đã thái miếng như thế này. Tuy nhiên thì nó khác nhau một chút, mọi người nhìn này, đây là cái miếng hàng nguyên bản nhé, mình lấy trực tiếp các bác nhìn này, cái màu nó rất là đẹp đấy, màu nó đẹp, nó vàng sụm luôn đấy. Đấy, còn cái hàng mà khi mà nó đã thái rồi ấy, thì cái màu của nó sẽ bị giảm cái màu đi, đây mọi người nhìn này, đấy không, bởi vì khi thái nó sẽ ăn vào bên trong, nó sẽ bị ăn vào cái gạo nước đen này, nhìn nó sẽ tối màu hơn, cho nên là khi nó tối màu hơn thì cái giá thành của nó cũng sẽ gọi là mã nó kém đi ấy, thì là nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn từ 20 cho tới 30 nghìn đồng trên một cân. Thì với khách pha trà thì người ta thích những cái hàng đã cắt miếng là như thế này, người ta pha trà nó tiện, còn khách ngâm rượu thì lại thích cái hàng miếng nguyên bản như thế này, ngâm nhìn nó to nó đẹp, mặc dù nó là dạng nào thì nó đều dùng, nó đều tốt cả đấy. Và các bác lưu ý giúp em là cái hàng mà đồng trùng hạ thảo mà nó chuẩn hữu cơ ấy, thì cái màu của nó phải rất là vàng như này, và thứ hai nó rất là thơm nhé. Mọi người quay được video thì có thể mọi người không biết, nhưng mà mở cái túi ra mọi người ngửi cái đồng trùng hạ thảo này nó phải cực kỳ là thơm người nhé. Thì đối với cái hàng đế đồng trùng hạ thảo này thì hiện tại bên mình chủ yếu là cung cấp cái hàng dạng nguyên bản như thế này, đây nguyên bánh nguyên đế như thế này mọi người, để về các bác có thể ngâm rượu hoặc là các bác pha trà đều được, bởi vì thứ hai, thứ nhất là nó nguyên bánh, cái thứ hai là nó được cái màu sắc của nó rất là đẹp đấy, hàng chuẩn 100% hàng hữu cơ mọi người nhé, dùng rất là thơm, có tác dụng. Cái đế đồng trùng này thì chắc là nhiều bác còn chưa biết, các bác tưởng tượng là một cái nấm đồng trùng. Đấy, nó có những cái sợi nó mọc lên từ cái đế này, thì người ta cắt sợi là người ta sấy khô riêng, và cái đế này người ta sấy khô riêng đấy, nó là thành hai dòng sản phẩm và giá thành của nó khác nhau đấy. Và cái đế này thì hàm lượng dinh dưỡng của nó cũng rất là cao, nó chỉ không bằng cái phần sợi thảo thôi, chứ còn hàng đế này dinh dưỡng để nó nuôi lên cái nấm, cho nên là chất lượng nó cũng rất là cao. Và một cái cân đế này hàng sấy lạnh như thế này thì được rất là nhiều các bác nhé, một cân này các bác ngâm cho em từ 3 đến 5 lít nhé, ngâm một tháng thì uống là thơm ngon thôi rồi. Còn nếu pha trà thì mọi người cứ cầm cả cái bánh mọi người bẻ ra đấy, sau đó mọi người cho vào bình hãm uống trà như bình thường hàng ngày, rất là dễ uống mà rất là thơm, rất là ngon đấy. Cái thứ hai là cái hàng của bên em nó hàng hữu cơ, cho nên mọi người rất dễ bẻ, mọi người đấy, nó không hề cứng một chút nào cả. Đấy, bác nhìn này đấy, bên trong của nó là toàn là các chất để nuôi nấm đông trùng hạ thảo thôi, sạch an toàn 100%. Đấy, và cái đế này thì bên em sẵn hàng quanh năm các bác nhé. Đấy, túi này một túi như này, túi một cân các bác này, được rất là nhiều đế. Đấy, thực sự là đây là một sản phẩm bán rất là chạy của bên mình. Đấy, nhưng mà tại vì thời gian đầu là bên mình bán cái hàng nó thái thế này, bởi vì lúc đầu là muốn sấy cho nhanh khô thì người ta phải thái cái đế, đây cái miếng này ấy, thái cái miếng nhỏ này, thì nhưng mà về sau thì bên mình có là xưởng sấy nó rảnh rỗi hơn, thì chủ yếu là sấy nguyên bánh này cho nó nhanh. Đấy, cái nguyên bánh này cho nó đẹp, hình thức nó khách lại chuộng hơn, bởi vì đa số khách lại không ưng cái mẫu bằng thái này, bằng cái mẫu đế nguyên bản này, mọi người thích nhìn cái hàng nguyên bản thì nó chuẩn hơn. Thứ hai là hàng nguyên bản bao giờ cái màu của nó nhìn trông nó cũng sáng màu hơn, nó cũng thích mắt hơn. Rồi, cái đế đồng trùng này thì bên em sẵn hàng quanh năm nhé. Bác nào cần cái đế đồng trùng này thì các bác có thể ủng hộ bên em bằng cách các bác liên hệ với lại số hotline của bên em là 0982403110. Bác nào dùng Zalo có thể kết bạn số này. Cái số này em có để cái tiêu đề video này hoặc là phần mô tả dưới video này các bác nhé. Rồi, rất là thơm ngon, rất là mong anh em nào mà chưa có những cái bình rượu đế đồng trùng này thì lập tức bổ sung nhá, bởi vì nó rất là hay đấy, ngâm uống vừa ngon này, vừa đẹp nữa. Hoặc là ai muốn dùng đông trùng hạ thảo mà muốn dùng giá tốt, không có tiền mua sợi, chúng ta dùng hàng đế này cũng rất là ổn, pha trà uống hàng ngày rất là đẹp da, tốt cho sức khỏe nhá. Rồi, bác nào có câu hỏi hay cần giải đáp gì về cái đế đông trùng hạ thảo này thì các bác cứ để lại ở dưới phần bình luận của video này nhé, đây mình sẽ làm một cái giải đáp cho các bác. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều, xin chào và gặp lại các bác ở video tiếp theo.